Trước khi mình bắt đầu làm nghề này đến bây giờ mình có biết được nó sẽ thành công đâu. Ôi cái nghề làm dâu trăm họ, sức khỏe thì ngày càng đáng lo. Không biết cố được mấy năm nữa, ta cứ làm mà chẳng cần đắn đo. Cuối tháng vợ đưa hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt chung.